Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Tôi đang đứng ở đây là một căn hộ chung cư Vũng Tàu Plaza. Đây là căn thuộc block A nhé. Block A thì nhìn về phía biển bãi sau thành phố Vũng Tàu. Căn hộ này có diện tích là 90 mét vuông với hai phòng ngủ, hai toilet. Đây là phòng bếp này. Bếp có dạng quầy bar, đây để cốc, để ly. Bồn này, bếp, có tủ lạnh, tủ bếp, các thứ đầy đủ. Nhà này đang muốn cho thuê quý vị nhé, cho thuê. Căn này là thuộc là căn view biển, nhìn biển đấy. Chỗ này là chỗ để mình phơi đồ, mình giặt đồ ở đây. Đó. Nhà thì đã có ba cái máy lạnh nhỉ. Đây bộ bàn ăn 6 ghế quý vị nhé. Hai cái ghế cho quầy bar. Bộ salon. Đấy, hướng kia nhìn biển. Thế chúng ta vào phòng ngủ này. Đây phòng ngủ thứ nhất này. Đây đầy đủ giường nệm rồi. Tủ quần áo này, tủ âm tường. Đây tủ này. Còn đây là phòng vệ sinh. Nhà này có cả bồn tắm luôn. Nhà còn tương đối sạch sẽ. Cái móc treo quần áo bằng inox 304 hết. Có máy lạnh rồi, đây máy lạnh này. Phòng ngủ, hai phòng ngủ đều nhìn biển quý vị nhé. Phòng ngủ, hai phòng ngủ và phòng khách đều nhìn biển cả. Đấy, biển bãi sau quý vị nhé. Đấy, từ đây đi ra siêu thị Lotte các thứ rất là gần. Ở bên cạnh ngay đây thì có siêu thị điện máy Nguyễn Kim, rồi Thế Giới Di Động vân vân, Viettel Store, FPT. Đây phòng khách, đây phòng khách nhìn biển. Đấy, đây Lotte đây quý vị này. Đó, đấy siêu thị Lotte này. Đấy ngoài biển thì vân đấy. Thì căn này đang muốn mục đích nào cho thuê, làm homestay hay là quý vị nào có nhu cầu ở theo tháng thì ở ngay cái chỗ bàn ăn là có một cái quạt trần rất là mát. Bộ bàn ăn 6 ghế luôn. Và đây phòng ngủ thứ hai đây. Phòng này cũng có máy lạnh rồi. Giường nệm rồi. Đấy. Còn đây cửa sổ lại nhìn ra biển. Có cái tivi, hai phòng ngủ hai tivi. Phòng khách cũng có cái máy lạnh. Nhưng mà máy lạnh ở phòng khách thì chắc chả mấy khi dùng. Đây là đường Lê Hồng Phong đấy quý vị này. Đường Lê Hồng Phong đó. Đây là đài liệt sĩ này. Đài liệt sĩ này là chạy thẳng ra biển luôn đó. Đấy, nó te bên cạnh. Rồi, sơ bộ cho quý vị một căn chung cư đang muốn cho thuê. Thuê tháng thì 9 triệu. 9 hay 9 triệu nhỉ? 9 triệu một tháng. Còn thuê ở theo ngày ấy thì 1 triệu đến 2 triệu một ngày, tùy theo cái số lượng người và tùy theo cái ngày cuối tuần hay là ngày lễ rồi hay ngày thường vân vân. Thì nó sẽ có mức giá khác nhau quý vị nhé. Nếu quý vị nào quan tâm ở đây thì alo cho tôi. Và tôi sẽ làm thêm một số các cái dịch vụ khác về nghỉ dưỡng. Như nghỉ dưỡng dạng homestay thì có dạng biệt thự này. Hay là nhà riêng này hay là chung cư. Đấy. Và những vị trí ở gần biển với những mức giá vô cùng hợp lý.
Rồi xin chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong các video lần sau.